Giờ anh lại đi vắng, anh đi mua chai chưa về với quý anh chị, thì hôm sau xin phép với quý anh chị cũng như là để vô trong nhà cho anh, thì anh mở cửa ra sẽ thấy quý anh chị ha. Chứ không còn cách nào nữa hết quý anh chị, cứ hỏi một sao cũng làm hết lần. Nay 10 ký á. Hổm cũng 10 ký. Con nha. Chúc mừng nha, chúc mừng bà con nghe đó. Thì cô cũng thấy cái bà lão ngồi ở bên đó không có đúng không anh chị, thì bà cũng nhờ Hồng Cao mua thêm một phần nữa gửi cho bà. Thì hôm nay bà đi làm rửa chén ở bên chùa nên không có lại được, chắn mặt nhờ cháu gái để mà nhận giùm. Dạ rồi, Hùng Cao mến chào quý cô chú anh chị và quý vị khán giả hen. Thì hôm nay Hùng Cao lại đến khu nghĩa địa và cũng như là đảo nghèo ở khu nghĩa địa quý cô anh chị. Cô Mạnh Thường Quân cũng như xem được cái clip Hùng Cao phát gạo cho bà con nghèo. Thì cô cũng giúp một phần nho nhỏ cũng như là tạo thêm một cái niềm vui lớn cho bà con nữa. Thì hôm nay cô có hỗ trợ cho một phần là 10 ký gạo và một chai dầu ăn 1 lít và bột ngọt một bịch 450 gram ha. Thì cô có nhờ Hùng Cao cũng như là đi mua những thực phẩm này để gửi cho bà con nghèo. Thì cô Huy Hoàng, cô Mạnh Thường Quân Huy Hoàng có gửi cho Hùng Cao. Thì gạo Hùng Cao mua thì 13 bịch là tức nghĩa là 130 kg, thì 2.275.000. Bột ngọt dầu ăn 819.000, tổng cộng chi phí là 3.094.000. Thì cô Thúy Hoàng cũng nhờ Hồng Cao để xuống phát cho bà con nghèo để mà bà con có thể bực một bữa ăn ngon cũng như là có gạo là mừng rồi. Thì giờ bà con cũng đã đông đủ, Hồng Cao xin phép với anh chị cũng như mời khán giả hãy theo chân Hồng Cao để phát gạo cho bà con như thế nào ha. Thì hôm nay Hồng Cao cũng hơi cảm với anh chị, cũng thông cảm với Hồng Cao nha, hãy bệnh với anh chị. Rồi bà con mình lên sao nè, bữa nay có góp vui cho khán giả và Mạnh Thường Quân hen. Bữa nay đó là đợt 2 rồi đó, bà con mình vui lên hen. Đó rồi, vô tập trung vô hen. Đó, mình phải vui tươi lên, tuy mình tuy rằng mình khó khăn nghèo nhưng mà mình vui tươi lên thì bà giống như là khán giả kênh của Hồng Cao đây cũng thấy được bà con mình vui tươi đó. Thì Mạnh Thường Quân cũng như là thấy bà con đó nghèo nhưng mà vui mà biết làm ăn thì sẽ được hữu duyên thêm một lần nữa cũng không chừng đó. Thì bà con mình hãy giống như là chúc mừng và cũng như là tạo cái niềm vui đi. Đâu bà con mình hãy tạo đi nào, em ơi ác bạn đi rồi, giống như là mình đợi, bây giờ mình không biết hát đi thì mình đợi cũng được nữa đó. Mình đợi mình vỗ tay đi cũng được nữa ha. Giờ mình đợi mình vỗ tay đi, mình đợi mình vỗ tay cũng được đó. Đâu mình múa đi đó. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, chúc mừng nha, chúc mừng bà con nghe đó. Thì bà con phấn khởi khi hay tin Hùng Cao xuống quý chú anh chị. Thì nãy giờ Hùng Cao ngồi cũng khá lâu thì đợi gạo đến để mà phát cho bà con, thì bà con nãy giờ cũng khá vui. Thì bà con nhận những cái món quà này rất là vui nha quý anh chị. Thì giờ Hùng Cao trao rồi để cho bà con được phấn khởi hơn nữa hen. Đây con mình nhận nha. Đó. Một hồi con hát nữa không? Sao nghỉ học? Ủa bữa nay thứ bảy hen. Lộn, bữa nay thứ bảy. Bữa nay hát bà thương con được không? Hay là đây. Thì cái bà thì cô cũng thấy cái bà lão ngồi ở bên đó không có đúng không anh chị, thì bà cũng nhờ Hồng Cao mua thêm một phần nữa gửi cho bà. Thì hôm nay bà đi làm rửa chén ở bên chùa nên không có lại được, chắn mặt nhờ cháu gái để mà nhận giùm đó. Thì không có mắc đi đâu ha quý anh chị ha. Thì đây Hồng Cao cũng sẽ trao hết. Bạn ơi có một món ăn con
ai chua nổi mình nhé. Còn một phần ở ngoài kia của anh Duyên anh chưa? Ngậm cái hang. Tăng đặt á. Rồi bà con mình cũng y như cũ thường lệ ha. Rồi. Ê, cảm ơn Mạnh Quân cho gạo được vậy ở trong ruộng đảo La này rất là mừng. Dạ. Ráng năm sau rồi có giúp đỡ cho những người ở mà đảo La này. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn chứ ở nước ngoài. Không ở nước ngoài đâu, cô ở Việt Nam mình. Cô ở đây. Cảm ơn cháu. Cô Huy Hoàng, cô Thủy Hoàng. Em cảm ơn cô Thủy Hoàng. Cô Thủy Hoàng ha. Em xin cảm ơn cô Thủy Hoàng, chúc cô luôn dồi dào sức khỏe và mạnh giỏi, mừng ông phát tài phát đạt. Dạ. Em cảm ơn cô nhiều. Dạ. Cảm ơn cô nhiều, cho cô mừng ăn khá giả rồi mai mốt cô cho nữa. Yeah. Cảm ơn cô. Yeah. Con cảm ơn cô Mạnh Thường Quân, Thí Hồng, Thí Hằng, Thủy Hoàng, Thí Hoàng nha, con cảm ơn cô rất nhiều. Con xin cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho những bà con nghèo ở đây. Dạ yeah, rồi. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Yeah. Xin cảm ơn cô. Yeah. Đó thì bà con nhận được những thằng quà khá là vui của anh chị. Bây giờ nè, mình có gạo rồi, giờ mình mua cái gì mình ăn với cơm. Bây giờ mình có gì ăn nấy ở ruộng mà, có ốc cái gì cũng được hết trơn, không quẹt. Nãy mới nghe đi bắt ốc hả? Được gạo là đi bắt ốc nha. Ốc đi lại gạo rồi, lần xào ăn lên rồi. Vậy á, mình đơn giản mà nó ngon hả? Ngon. Vậy mà cũng là hữu tình ha. Đó thì cũng như là dinh dưỡng cũng nhiều vậy, đồng ruộng mà. Trời ơi, ốc là cái kiếm là quý hiếm luôn đó. Dạ. Mà được là kho quẹt, kho xả rất là ngon. Dạ đúng. Có gạo đồ gia vị nè mọi người. Đọt lan đó, lụa người. Đọt lan ha. Chăm sóc tiêu cũng ngon. Đó, bơ bật là miễn có gạo là được phải không? Đó, cô bác anh chị thấy. Thì ở đây cô bác cũng chỉ cần, cô bác anh chị ở đây chỉ cần đọt lan hay là những rau muống nước ở dưới sông hay là gì đó, bẻ lên là miễn có gạo là mình được cái bữa cơm đúng không? Xong rồi mình cơm mà. Dạ, bây giờ hiện tại giờ thiếu nước tương thì mình đi mua nước tương nha. Thì cô đó quá là khá lớn rồi phải không? Cô giúp cho cái quần phàng phần quà này. Quá quý rồi. Dạ, hoặc khá là quá lớn rồi, giống như là chay vào ăn cũng như là mình chiên được xào được mỡ tỏi vậy. Dạ. Đó. Như là bột ngọt, bây giờ là bột ngọt là dầu ăn là mình xào cũng như được món đồ xào đúng không? Đó, thì bà con mình đi về cắt đi ha, để ôm về mỗi tay. Thì thôi giờ Hùng Cao cũng xin thay mặt tất cả hộ ở đảo Nghĩa Địa này. Đó, thì cũng xin cảm ơn cô Thủy Hoàng rất nhiều. Cũng xin chúc cũng xin chúc cô một ngày mới thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, vạn sự như ý. Cũng như là giúp cho bà con nghèo ở đây được một bữa niềm vui, một ngày niềm vui thật khá lớn. Đó thì được một phần gạo 10kg gồm có dầu ăn và bột ngọt khá là nhiều. Thì bà con ở đây khá là vui hen. Thì giờ còn một phần nữa Hùng Cao sẽ đi qua bên kia, tại vì anh đó đi mua dây chai chưa có về quý anh chị. Thì Hùng Cao cũng xin chúc cô nhiều sức khỏe ha. Giờ Hùng Cao sẽ đi gà chào cho cái anh kia nữa, Hùng Cao sẽ kết thúc clip quý anh chị. Ngoài nó phải chưa? Đâu lần lần lắm. Anh đưa đi ơi.
Rồi mình nhận gạo rồi mình nấu lo nấu cơm mình làm gì vậy anh? Rồi ăn gờ luôn. Ăn cơm gờ luôn hả? À. Ăn sáng không hả? À? Ăn sáng với cơm hả? À sáng là nấu cơm mình ăn hen. Bây giờ mình đang làm gì? Gặp cá nè. À đi bắt cá hả? Hay là cái vỏ để dựng cá? Dựng cá. Đại cá. Là sao? Đại cách cho cá nhảy ra. À là mình đi xịt mình để vô hả? Sao mình không mua cái mới đi chứ thấy này. Cái tuổi mà làm cái tuổi đã nha. Sao chắc được, lỡ cá bự làm sao, cái lóc bự rồi anh nó gãy làm sao, thấy mục hết trơn rồi nè. Thấy view hết trơn rồi đó nghe, nè coi nè. Anh chế tạo cái này rồi ở ngoài chợ người ta bán, sao còn để bán nữa. Không? Được, được. Được không? Được. Thấy view rồi đó nghe. Hay là không có tiền mua? Không có tiền mua hả? Trời ơi, cái này thấy view dữ lắm của chú anh chị mà anh vẫn chẳng tận dụng xài luôn nè, thấy không? Đó, để đi xịt con đêm đựng cá, anh sống của mình nên. À, cái nhà thì cái này, có gì che vô cái đó, lóc vô để mà ngủ được ban đêm thôi. Ban ngày thì thoải mái không? Đêm thôi. Mưa thì giờ sáng này hết mưa rồi đó. Còn, còn lai gai ha. Ừ. Mình coi kiếm gì mình che cái này. Quá trời. Này chỉ sống tạm thôi quý anh chị. Thì đất ở đây là đất của nhà nước. Nhà nước muốn lấy khi nào là lấy. Thì anh chỉ sống tạm, coi như là những hộ ở đây sống tạm. Không, đa số là không có nhà cửa, không có đất đai đó. Nếu mà có quy hoạch đó, thì sẽ bị giải tỏa, là sẽ bà con ở đây sẽ đi ở nhà trọ, là sẽ tốn tiền theo kinh phí nữa quý anh chị. Hiện tại bây giờ ở được ngày nào hay ngày đó, năm nào hay năm đó đó quý anh chị. Giờ anh lại đi vắng, anh đi mua chai chưa về với quý anh chị. Thì Hồng Cao xin phép với quý anh chị cũng như là để vô trong nhà cho anh. Thì anh mở cửa ra sẽ thấy thôi quý anh chị ha. Chứ anh còn cách nào nữa hết quý anh chị. Cửa hỏi Hồng Cao cũng làm hết lần. Nay 10kg á. Cái tay cửa hỏi cũng 10kg. Anh cũng con nha. Ừ. Rồi thì thôi giờ Hồng Cao cũng xin khép video quý anh chị. Cũng xin chúc tất cả chú anh chị ngày mới thật nhiều vui, nhiều sức khỏe ha. Thì cô chú anh chị hãy đăng ký video rồi.